bộ bàn xoay gá thân van tự động đảo chiều cho máy hàn robot tự động là sáng kiến của ông Phạm Thọ Cừ, giúp người thợ không phải xoay van thủ công. Máy hàn robot sẽ tự động hàn đến khi thành phẩm một thân van công nghiệp. Năm 2017 đến năm 2022, ông đã có 5 sáng kiến được áp dụng, làm lợi cho công ty hơn 1,6 tỷ đồng. Thì xuất phát từ cái điều kiện thực tế của sản xuất, chúng tôi thấy anh em công nhân làm cũng đã rất cố gắng nhưng vất vả mà năng suất không cao. Do vậy là giữa quản đốc và tôi và các anh em tổ trưởng cũng đã chụm đầu lại và đã tìm ra những cái giải pháp cải tiến kỹ thuật rất an toàn cho công nhân và sẽ năng suất lên. Thứ hai là tiết kiệm chi phí để cho nó phù hợp với điều kiện sản xuất. Ông Phạm Thọ Cừ theo học trung cấp công nhân kỹ thuật chuyên ngành thợ nguội từ năm 1985 đến năm 1988. Năm 2004, ông chính thức bước vào làm ở công ty cơ khí Hòn Gai. Trải qua những thăng trầm của ngành than cùng với sự kèm cặp của các thế hệ đàn anh đi trước và các chuyên gia Liên Xô, người thợ cơ khí khi ấy từng bước trưởng thành và trở thành trưởng khối sản xuất. Những năm gần đây, công ty rất khó tuyển dụng lao động, nhất là các nghề đúc, thợ rèn do nhiều trường không đào tạo. Đây cũng là nỗi trăn trở của lãnh đạo công ty và người trưởng khối kỹ thuật Phạm Thọ Cừ. Từ năm 2017 cho đến nay, ông đã trực tiếp kèm cặp, đào tạo nâng cao tay nghề cho 25 người lao động trẻ trong công ty. Đồng chí Phạm Thọ Cừ đào tạo tại chỗ, cầm tay chỉ việc đối với các công nhân mới tuyển dụng mà có ngành nghề trái với nhu cầu hoặc là chưa đúng với nhu cầu của công ty. Với mục tiêu là một người công nhân là có thể tham gia được nhiều công việc trong một chuỗi quy trình sản xuất và thể hiện được vai trò của người đứng đầu của sản xuất của đồng chí Phạm Thọ Cừ trong công tác đào tạo tuyển dụng đáp ứng yêu cầu sản xuất của công ty. Cầm tay chỉ việc, dìu dắt những người thợ trẻ, đó luôn là tâm niệm và cũng là mục tiêu mà trưởng khối sản xuất Phạm Thọ Cừ hướng tới để công ty nói riêng và ngành than nói chung ngày càng lớn mạnh, xứng đáng với truyền thống kỷ luật và đồng tâm của lớp lớp thế hệ vùng mỏ.